sinh nhật tặng hết phải không? Ai biết. Không, tặng dở lên coi, tặng chụp hình coi. Tặng em hết này gì, chụp hình coi. Tặng em á, sinh nhật á. Không, tặng xong dở lên tặng nha. Chúc mừng sinh nhật nha. Không. Rồi. Wow, dở em chụp hình cái coi. Dạ, hai tay ra, hai tay ra. Wow, lấy hết cảnh luôn. Wow, cảm ơn nha. Vâng, Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh từ quê hôm qua đã lên tới buổi chiều. Định hôm qua vô nhưng mà vô không kịp quý anh chị. Anh em nói khỏi vô, anh em chuẩn bị về rồi. Bây giờ sáng nay Duy Minh có mua hai trái bưởi. Thì, bưởi này là bưởi trái xanh ruột đỏ quý anh chị. Còn gọi là bưởi siêu thị gì đó của chú anh chị đó. Thì hai trái bưởi này cũng khá là to luôn. Đây là Duy Minh mua ha, còn cái số tiền mà chị Thí Diễm gửi cho Duy Minh á là Duy Minh đã tổng lại và báo cáo cho chị Thí Diễm ở Đài Loan gửi cho Duy Minh là cái số tiền là đã Duy Minh đã mua quá mức hút cái số tiền mà chị đã mua rồi đó, quý chú anh chị đã gửi rồi. Thì hai chị em cũng đã nói chuyện với nhau và Duy Minh cũng gửi lời cảm ơn đến chị Thí Diệm ở Đài Loan đã hỗ trợ và gửi cho Duy Minh cúng cho chú mỗi ngày. Thì cái này thì tới Duy Minh tiếp tục lại mua hai trái bưởi quý của chú anh chị. Hy vọng rằng hôm nay sẽ không có bưởi, chứ Duy Minh cũng biết rồi quý của chú anh chị. Tại Duy Minh tuy là Duy Minh đi về quê nhưng mà luôn lúc nào cũng là hướng về mộ của chú, để hôm nay chia sẻ cho bà con cô bác coi có cái điều gì mới lạ hay không ha quý cô chú anh chị. Ồ, chào con, hôm nay ngoan dữ ạ. À, hôm nay ngoan dữ con gái. Ừ, thì trước khi cây giỏi thì mình đợi hai trái bưởi này lên đây ha, con cầm giùm chú được không? Hả, thôi ăn đi, ăn xong đi đã. Đây đã hai cái bưởi lên đây nha quý chú anh chị. Một cái đèn. Đây. Hả? Đây hả? Cầm ha. Rồi. Thấy bưởi chú mua ngon nè. Nè. Không. Thiệt. Nói dối lầm nghe. Vậy có trái xoài. Vậy đâu có trái xoài nhỏ thế gì. Đó là xài của chú sinh đó. Chú sinh ta. Chú quái làm xài nữa. Quay gõ vô mèo. Quay gõ vô mèo. Cái con út này mày né một bên cơ mà. Rồi, cảm ơn mèo nha. Chào mày mẹ mà. Không, quý anh chị. Đây hoàng quý. Thấy anh mua hai trái bự này ngon không chú Tiểu? Hả? Bưởi da đỏ hả? Da đỏ, da xanh vậy nè. Đó, sáng nay hai cặp đèn hai bên, hai ly sữa hai bên, hai trái bự hai bên, hai cái dĩa, trái cây với bánh hai bên, hai bình bông hai bên, hai cái chậu phát tài hai bên, hai cái ly đồng hai bên, một cái ấy, một cái ly hương trứng giữa, một cái ly hương đồng trứng giữa quý anh chị, và hai cái hũ gạo hai bên, cái gì cũng hai bên đủ bộ quý anh chị, đặc biệt là ba cái ly ha. Ba cái ly này nghĩa tình đậm sâu dưới là chú Vũ Linh lắm quý anh chị, nhưng mà hôm nay là bị thai đi rồi, không biết nguyên nhân nó bị thai như thế nào. Để trưa nay Duy Minh hỏi anh Ngọc tí xíu ha. Bây giờ thì anh Ngọc không có đây.
không có trong mộ, có ngoài kia nhưng mà không có đây. Thôi cậy để cho anh làm đi. Ngon quý chung chị thì thôi đây với mình quay một không gian xung quanh cho bà con cô bác xem xong rồi rồi sẽ đảo lợi rồi cúng quý chung chị. Nó thật chắc với mình đi về dưới cũng một là công việc chia sẻ về những cái món quà của khán giả tặng cô Minh Nga, một lần nữa với mình và anh Hoàng Nam thì với mình cũng cảm ơn cô Minh Nga, cảm ơn anh Hoàng Nam đã gửi tặng cho với mình tấm tranh đá quý anh chị bằng sự như ý và ông Phật Di Lạc, với mình rất vui mừng. Cảm ơn cô với anh rất là nhiều luôn. Lên là chiều hôm qua. Và cảm ơn các chị, các anh, các chị ở trong và ngoài nước đã gửi quà cũng như tặng cho Duy Minh. Duy Minh rất là cảm ơn bà con. Thôi để Duy Minh cúng cái nha. Bà con dòng. Anh cái hơi chú hiểu bữa nay là 16, 7 bữa nay 18 Nam Mô Di Đà Phật, nay là 18/11/2023, con tên 36 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog. Tập năng lượng trình dục gì ngày cầu thần cầu mộ cầu đề đại đại dục bổn cảnh minh thần hộ pháp người trang ngôi với mình dương cũng như chúc mộ này xỉu chú sư linh ông đặt vợ nhân ngoan có một danh tâm giác sinh ngày 10/12/1958 và mất ngày 5/3/2023 dương lịch ngày 14/2/2023 một năm quý mão tuổi thọ 66 tuổi. Hôm nay Duy Minh xin thắp nén hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong nước trời ấm lên nhân nhìn nén hương làm cầu nguyện cho chú giải sanh về người cực lạc. Vì cái ngày của thằng phòng hộ thì để tới đây dành thằng hoàng một cái món hàng pháp đây chỉ nhận được tấm lòng của Duy Minh. Mình cũng xong rồi của cái chương trình thì mình cũng không đi dạo chưa lao mẫu lâu quá không lao ghiền quá lao giống như là lao ghiền đó quý cái chương trình lao giống kiểu như lao ghiền chứ mấy anh em thì ai cũng lao hết. Đúng rồi, giống như là mình ghiền á, lao mậu cho chú quen rồi, ghiền lắm. Không tin bà con cô bác ai mà đến đây, anh em mà đến lao mậu cho chú một hai lần đi là ghiền luôn á, giống như lao ghiền á quý chú anh chị. Lao quen rồi ghiền, những cái ngoài hẻo quách này nè, nếu mà mình không lao á, mơ muốn nó dễ đóng gồng luôn quý chú anh chị. Sống với cô chú chị thì Duy Minh đi có 2 ngày thôi thì có công việc quý vị cho nên
hai ngày thì nó đều thay đổi quý anh chị, thay đổi rất là nhiều, có nhiều cái nó cũng bất ngờ quý anh chị. Cuộc sống mà không phải thay đổi theo gì. Ăn gọi nè, mình cũng thuận theo tự nhiên quý anh chị. Alo. Dạ con lên mẫu rồi cô ơi, con đang quay á, có gì không cô? Đây là phát quà, không không thấy phần con á, không sao cô, tại vì khán giả người ta cho ai thì người ta có tên hết rồi cô. Mình đâu có phân biệt được. Con để dành cho chú Miêu, hiểu không? Dạ, dạ. Cô thấy phần quà lên rồi đó, thành ra cô mới hỏi cho con vậy thôi. Dạ, không sao cô. Con cũng thiệt thòi á. Đâu có gì đâu, thiệt thòi cô, cái phước ai để hưởng mà. Không sao đâu, mình không có, mấy anh em có thì mình mừng cái cô, mình... Dạ, dạ. Có gì đâu. Rồi. Dạ, dạ. Con có một cái tốt rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, con đang lau mộ. Ồ, khán giả nói... mình giải thích cho khán giả luôn nha. Hôm trước mình có giải thích một lần rồi, sẵn đây khán giả hỏi mình giải thích luôn. Tại vì mỗi cái vị khán giả nào đó người ta muốn cho ai đó mà cái số lượng như người ta tiền hoặc là ta có bao nhiêu hay là trong giới hạn của người ta muốn cho bao nhiêu mà cho hết thì rất là nhiều anh em, và nó sẽ chia ra ít lợi quý anh chị. Và khi mà hoặc là người ta đã thích ai đó, người ta đã thích anh em nào đó thì người ta sẽ lên danh sách. Còn nếu mà không có thì những anh em không có thì mình sẽ không phát được quý anh chị. Thì khán giả này hôm qua nói là anh Niu thì phát quà mà không có Duy Minh. Cô buồn mà Duy Minh phát quà thì có anh yêu thì cái đó không sao, tại vì khán giả người ta thích ai thì người ta tặng quý chúng vậy. Duy Minh cũng nói lại một lần nữa luôn, mà Duy Minh cũng không có buồn nha, tại vì cái đó là mình phải vui lên, mấy anh em có rồi mình vui lên quý chúng vậy, mình không có phân bì, nó phước ai nấy hưởng quý chúng vậy đó. Ai thương người nào thì người ta cho người nấy thôi, giống như mình quý anh chị đó. Khán giả thì cũng có khán giả của fan thì có fan này fan kia quý chú vậy, ai thương thì mình nhờ, ai thương mình cũng chịu luôn, không nói cái gì, nhưng mình không có phân bì, mình cũng cảm ơn chị. Cái chị hôm qua đó gửi tặng cho mấy anh em mình cũng rất là vui, mình xem clip mình vui, mà mình không có khi nào mà mình cái tánh của mình ngộ quý chú vậy, không có khi nào mà ích kỷ nha, không có phân bì phân lơi gì hết, rất là mừng luôn. Cảm ơn chị cũng rất là nhiều đã hỗ trợ cho Niu, tặng cho mấy anh em mỗi người 100.000. Hello. Có khán giả sáng kiện anh đó. Dạ nói anh Niu qua tặng xong tặng anh. Điện anh. Nói trời. Cái đó là người ta thích ai người ta tặng, với trong cái nhiều khi cái phạm vi của người ta tài khoản đã có nhiêu. Đã gửi người ta tặng cho nhiêu. Thì chia nhiều anh em quá tặng hết thì không được quý chúng chị, tại vì nhiều quá sao, nếu mà tính ra cũng nhiều lắm á, nếu mà đầy đủ luôn á, nếu mà đầy đủ trong tay em luôn rồi cũng mấy chục người á quý chúng chị. Nhưng mà một số anh em thì người ta đến đây sớm nè. Sao nãy gì bên đó sao cái cô kia, cô gọi điện thoại cho anh, cô nói thấy buồn, cô hỏi buồn gì cô cũng nói em mới mở lo lớn ra lên nghe cô nói, nó sao thấy anh yêu hôm qua tặng cho quà mà không thấy tên của con, chắc hôm qua chưa không thấy mặt nữa, nó không nói vậy có. Chút bữa nay đưa không sang. Không có anh yêu vô chưa vậy cái nói ủa cái này là của khán giả, ví dụ như người ta có lập danh sách tên người nào thì anh yêu phát người nấy thôi, đó là mình mừng cho mấy anh em thêm, không có không bị gì được, tại vì trong nó lên danh sách rồi mà. Giống như của anh gì đó mà cô nói là Duy Minh phát thì có Niu, mà anh Niu phát thì không có Duy Minh.
Thì đó là khán giả nói nghe, khán giả mới nãy có quay lên nghe, khán giả thấy rồi đó. Bữa giờ chị quay chụp bán quà cáp khán giả ta tặng hả? Đúng rồi, quà cáp khán giả ta tặng. Ừ. Bẻ màu trắng bự. Ông Quái, ông thằng Tài. Ủa ông Phật Di Lạc. Phật Di Lạc hả? Mặc màu đen, trắng. Thấy chụp lên mà thấy quen. Đó. Bây giờ lau màu xong màu của chúng chị xong thì mình sẽ đi xong rồi mình sẽ đi thắp hương xung quanh ha, rồi chia sẻ cho bà con một bác xem chứ. Thì thắp xung quanh nha. Sau 2 ngày trở lại cũng có nhiều sự thay đổi không? Sống mà thì mình phải cũng phải thần kỳ tự nhiên luôn đó chứ gì. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 18, 22, 24, 26, 28. Đúng rồi, em mua. Ủa, khán giả kia mua lố rồi. Chị Diễm mà mình mua hố rồi, quá tải rồi. Chị ở chiều 6 mấy nhưng mà mua 6 à. Ủa chiều 6 gỡ mua mà mua tới chiều 6 mấy rồi, nó hút rồi. Chị Thi Diễm mà chị hay gỡ lắm quý anh chị hay gỡ cúng cơm nè, hay gỡ cho tiền mấy anh em nè. Hôm nay Duy Minh cũng Nam Mô A Di Đà Phật có một cái phần quà của một người chị ở ở trên Sài Gòn đi, chị Bí Ẩn đi. Đó, cũng gửi tiền cho mấy anh em ở đây, cũng có lên danh sách hết rồi của chương trình, chắc là chưa mình phát, đợi cho anh yêu anh phát quà nữa kìa, một đống quà đó để gì mình cắm hương xong gì mình ra quay ha. Nam Mô A Di Đà Phật, cắm hương xong đi ra quay cho bà con cô bác cùng xem nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói chung hồi tối thì anh yêu Nam Mô A Di Đà Phật, anh có điện rồi. Quà này của chị Thu á. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình nghĩ rằng là chắc cô chị Thu quá. Nam Mô hả? Đó là nghĩ thôi ha. Nam Mô vậy hả? Chị Thu mà cái chị mà đi Nam Mô hả? Hồi đó mấy anh em mình đi hỗ trợ đi từ thiện ở miền Trung đó quý cô chú anh chị. Đó. Ồ anh đầu vàng quá trời luôn, đầu vàng luôn rồi ha. Quá trời luôn ha. Trời ơi đẹp trai dữ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Gái tôi mê lắm luôn á. Nay em sủa sòn dữ người ta. Chắc xa đầu năm mới. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm mới chứ ông kiếm vợ hay sao á. Do 2 ngày mình về quê á, mình cũng ít nói chuyện đó quý cô chú anh chị. Cho nên cái giọng của mình cũng đỡ lại. Chứ mình ở đây mình Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nói chuyện hoài á, cái giọng của mình không hết hang được. Chứ ít uống thuốc nữa quý cô chú anh chị. Đây là đạo diễn Lê Giang và cô Phụng Thanh nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ngày mai là bước sang năm mới rồi, cô chú ơi. Anh em con ở đây ngày nào thì thắp hương cho cô chú ngày nấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Duyên tính đâu thì mình đến đó đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây nghệ sĩ Minh Đạt nè. Còn đây là nghệ sĩ nhân dân Giang Châu và diễn viên Thái Sơn. Nam Mô A Di Đà Phật là con của chú. Thì con của chú thì mất trước 6 năm. Sau lấy cốt về đây và chôn chung trên bia mộ của chú Giang Châu luôn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Còn đây là quái kỳ Tùng Sơn nè. Ba mùi vậy Phật. Đó. Năm mùi Phật. Thì cái món quà hiện tại giờ Duy Minh thấy rất là nhiều quà. Anh yêu đang để ngoài kia kìa. Năm mùi Phật. Nó quý đứng chị. Năm mùi vậy Phật. Nhạc sĩ Huynh Sử ha. Còn đây là nhạc sĩ Thanh Sơn nè. Nam mô A Di Phật. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn. Nam mô A Di Phật. Không biết là cái món quà đó là cái món quà gì quý vị chú anh chị. Vì mình thấy đỏ đỏ, chắc mùa xuân tặng tặng rượu quan hay là Nam Mô Phật hay là cái gì đó, hay là cái gì đó, hay là hộp bánh gì đó. Nam Mô Phật. Muốn biết thì đợi Duy Minh cắm hai cây hương này xong mình sẽ ra quay cho bà con cô bác ha. Nhạc sĩ Nguyễn Quân Tý ha. Còn đây là chú Trường Sơn Hải. Nam mô Phật. Đây. Họ quý anh chị. Vì mình cũng vừa thắp hương xong rồi. Hải nó đang đi ra quý cô chú anh chị. Vậy mình đi qua đây quay những cái hộp quà cho một con bác xem ha. Đây nè. Đây quý vị chị, đây là những cái phần quà mà hồi tối anh yêu cũng có nhắn tin cho mình rồi quý vị chị. Ồ ôi. Đó, rất là xịn sò luôn ha. Ô thì ra là Coca-Cola nè. Coca-Cola. Gì đây? Gì vậy? Ồ, bánh chocobai gì vậy? Sáng nay anh yêu thấy anh yêu quay gòi vậy nè. Gì vậy? Bánh này bánh xa. Sáng thấy anh yêu quay gòi mà. Mình quay được rồi, anh yêu quay gòi, mình quay được. Sáng thấy anh yêu quay gòi. Bánh là đi xa. Đi xa hả? Anh đi chung với anh cái gì vậy? Nếu gì? Đi mình ạ, là bao xì. Bao xì á, đưa em. Đó. Chị. Đưa em chị. Để em đi bì xì. Em có mua bao bì xì sẵn ở nhà rồi đó. Ý là để tặng á, cái này tặng cho người ta chứ không phải là bỏ tiền vô đây đâu. Vậy hả? Em có bao bao bì xì ở nhà sẵn hay gì đó. Em định mua tặng bì xì cho anh em. Chơi lớn không ạ? Người 5 ngàn. Sinh nhật ngàn tặng luôn đi. Vậy nay sinh nhật nè, tặng đi. Sinh nhật ai? Ai biết. Ừ, quên nữa, anh nói già nhắc mới nhớ là sinh nhật gì mình luôn quý vị như vậy. Hồi đó giờ mấy mươi năm rồi chưa biết cái sinh nhật là gì luôn á. Hôm nay là sinh nhật của mình được tặng nhiều quà như nào quý vị như vậy. Này tặng em đúng không? Chính. Anh? Gì? Này tặng em hết đúng không? Sinh nhật phải không? Cái nào? Nè. Sinh nhật tặng hết phải không? Ai biết. Không, tặng dở lên coi, tặng chụp hình coi. Vậy. Tặng em hết này cái gì chụp hình coi. Tặng em á, sinh nhật á. Không, tặng xong dở lên tặng nha. Chúc mừng sinh nhật nha. Không. Rồi. Wow, dở em chụp hình cái coi. Dạ hai tay ra, hai tay ra. Wow, lấy hết cảnh luôn. Wow, cảm ơn nha. Rồi đưa đây. Thôi rồi, nói gì để lại đi. Đó, quá trời quà luôn quý cô chú anh chị ơi. Hôm nay mấy anh em cũng có lọc nha. Đó, có một khán giả của Duy Minh cũng lên danh sách từ quý cô chú anh chị. Thì có ai thì Duy Minh cũng sẽ trao cho người đó. Quý chú anh chị, người khán giả này cũng bí ẩn lắm. Có gửi Duy Minh cúng rất là nhiều lần rồi. Đó, quý gì gửi cúng cơm nè.
hôm nay cũng hỗ trợ tiền xăng cho mấy anh em. Cái đó thì đợi tới khi nào Duy Minh quay sẽ chia sẻ trực tiếp cho bà con ha. Bây giờ video buổi sáng nay Duy Minh xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước xem qua màn hình nhỏ của Duy Minh ha. Được nhiều sức khỏe, ăn lành, năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, tiền vô như nước sông Đà mà truyền ra dĩ nghĩ như giọt cà phê phin ha chị. Chào chị nha. Bye bye.